Xôn xao clip Hồ Văn Cường nổi giận đáp trả chuyện vô ơn với Phi Nhung, cộng đồng mạng bức xúc khi biết sự thật. Hồ Văn Cường trở thành cái tên gây nhiều tranh cãi sau khi Phi Nhung qua đời. Nguyên nhân cũng vì thái độ, cách hành xử của nam ca sĩ với mẹ nuôi. Theo đó, việc cậu một mực giữ im lặng, không lên tiếng khi Phi Nhung bị chỉ trích dù đã mất khiến nhiều người khó chịu. Thậm chí Trang Trần đã từng đến tìm gặp mẹ con Hồ Văn Cường để chất vấn việc làm này. Thằng thừng chia trách quán quân Việt Nam Idol Kids năm 2016 vô ơn, ăn cháo đá bát. Hiện tại, Hồ Văn Cường đã chuyển ra riêng, cũng không còn hoạt động dưới trướng công ty của Phi Nhung. Kể từ đó đến nay, nam ca sĩ vắng bóng trong các hoạt động tưởng nhớ mẹ nuôi, cũng chẳng góp mặt ở những lễ cúng quan trọng. Một lần nữa, quan hệ của cậu và những người thân cận Phi Nhung bị đưa ra bàn tán, được cho là không mấy êm đẹp. Vừa qua, mạng xã hội TikTok lan truyền clip do tài khoản lấy tên Hồ Văn Cường chia sẻ nhằm đáp trả lại bình luận nuôi ong tay áo từ một anti-fan. Bình luận này nhắm vào cách cư xử của nam ca sĩ với Phi Nhung. Clip chỉ đơn giản là cảnh giọng ca sĩ năm 2003 đung đưa trên võng, được gắn kèm chú thích: "Con có vậy không mọi người?" Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng vào động viên, an ủi Hồ Văn Cường. Mọi người khẳng định nam ca sĩ là người thật thà, hiền lành, mong cậu không quá bận lòng vì những chuyện bên lề này. Nhiều khán giả cảm thấy bất ngờ bởi trước đến nay Hồ Văn Cường vốn giữ im lặng, không bao giờ đối co như vậy trên mạng xã hội. Không hiểu lần này lý do vì sao mà nam ca sĩ lại thẳng thừng đáp trả anti-fan như vậy. Thế nhưng, theo tìm hiểu, tài khoản TikTok trên là giả mạo Hồ Văn Cường, không phải do nam ca sĩ quản lý, vì các clip do tài khoản này đăng tải nhận được lượng tương tác khá cao, cộng thêm sở hữu số người theo dõi đông đảo nên cư dân mạng nhầm tưởng đây là tài khoản chính chủ. Hành động mạo danh Hồ Văn Cường này rất đáng lên án, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của nam ca sĩ. Sau khi rời công ty cũ, nam ca sĩ trẻ đã trao lại toàn bộ tài khoản mạng xã hội. Và đến nay vẫn chưa công bố tài khoản mới, người hâm mộ phải tỉnh táo để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.